Vâng, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại một khu mộ gia tộc của tập đoàn Nguyễn Kim nha mọi người. Khu mộ này rất là khủng luôn, diện tích đất thì mọi người biết không, khu mộ này thì nghe nói đâu là tới mấy chục tỷ lần. Một điều đặc biệt nữa thì trong khu mộ này á, thì cô mới nghe tiếng nói của ai vậy ta? Mới nghe tiếng ho của ai mọi người? Nam mô A Di Đà Phật. Khu này à, bên kia có người mọi người ơi. Cái người đang làm thi công. À, khu vực này thì làm hết hồn. Khu vực này thì có một mộ duy nhất, đó là mộ của ông. Ông nằm trên một ngôi mộ rất là khủng luôn. Phải nói rằng là khu mộ này rất hải hùng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bậc. Nói chung ra là chắc là phải nói chứ là mọi cái bề ngang của ngôi mộ không, mọi người thấy cái mức độ nó có bự, nó to cái nào mọi người. Giống như một cái, nếu mà nói ra giống như là một cái ngôi nhà luôn, ngôi nhà nhỏ nhỏ luôn mọi người, nó khủng luôn. Ông như là ông 83 tuổi mà ông là chúa hay gì mọi người. Đất ở đây mình nghe chia sẻ đâu là tới mấy miếng là mọi người, và tới số tiền lên đến vài chục tỷ. Mọi người có thể nhìn thấy cái chu vi đất mà mọi người thấy rất là khủng không, rất là rộng luôn. À, tới đằng kia luôn, tới cái bụi cây cao cao đằng kia mọi người. Có tiền mua nổi miếng đất này nổi thôi mọi người. Trong quay viên mà mua miếng đất đây nè, không phải chuyện đùa đâu, cái gia tộc cứ mua nổi thôi. Nằm ngay cái khu gia tộc chứ, đây là cái bậc thang này mọi người thấy rất là cao nha, và trên đây là thờ cái gia tộc. Cho các vị ở trên đây nè, ngự trị trên đây nè. Wow, quy tập các tâm linh là mọi người đều ở trên này hết á mọi người ha. Kia là mấy ông ngôi mộ gió nha mọi người, chưa có người nha, chỉ đặt vị trí sẵn thôi, khi nào có người sẽ dỡ gáp lên, chở lên, cẩu lên mọi người, hạ xuống. Ở dưới có nguyệt sẵn luôn rồi đó mọi người, vị trí đó đã có người, nói chung ra là có người, là có người mất là sẽ cẩu lên, cẩu mấy viên đá khối lên là sẽ đưa áo quan xuống và sẽ ráp và giả chắc keo lại. Khu mộ này là khu mộ gia tộc của Nguyễn Kim nha mọi người ha, tập đoàn Nguyễn Kim. Rất là nhiều những cái khu mộ gia tộc ở phía bên đó, đặc biệt là bên đây là rất là rộng nha mọi người. Khu mộ bên đây của tập đoàn Nguyễn Kim rất là rộng, rất là dài luôn. Nổi tiền đất không là mấy chục tỷ rồi, chưa tính tiền xây dựng. Đá thì mọi người biết là đá đây là xây dựng toàn là đá nguyên khối không à đó. Mà cái nền hình như cũng cao hơn người ta nữa, mọi người thấy không? Rồi đây nè, thấy bước xuống là phải cái chân chân chịu chân bước,
Đó, mọi người thấy không? Ngồi cái vàng mai không mà mọi người thấy cũng giá trị rồi. Đó. Nghe bà con tham quan khu mộ này nói là khu mộ này lúc trước mới mua xây dựng, con cháu đến đây cũng đại gia không mà dân đại gia không à. Thì đúng rồi, nguyên cái tập đoàn Nguyễn Kim mà mọi người, rất là khủng, gia thế là phải nói rằng là nổi tiếng mà. Kế bên đây là cũng là mẫu gió, mẫu gió này thì chưa có người nha mọi người, có người là sẽ như vậy, sẽ được dán keo chát gòn rất là kỹ đó. Mọi người thấy không, cái mộ này của ông thôi to hơn cái mộ này luôn á mọi người, bự hơn luôn á, cái chu vi nó là khủng luôn. Nam mô A Di Đà Phật á. Con đến đây ký ghi hình cũng chia sẻ thôi, không có gì mạo phạm, mà ông có mạo phạm ông tha lỗi cho con. Mấy người thấy không, rất là khủng, rất là to luôn. Ông là to nhất ở đây luôn mọi người. Đây hoa lúc nào cũng cắm trên mộ mọi người thấy không? Hình như là ở đây nhưng mới có người thân đến viếng thì phải. Thấy hoa này như là mấy cái con mà chú hưu ăn nè. Quá khủng khiếp ngôi mộ. Và cái khu mộ này khỏi nói luôn. Mộ cái tiền đá thôi mọi người thấy là biết bao nhiêu tiền rồi. Đá khối mà chất đốc gáp lô mọi người. Mộ cái tiền đá này thôi rồi. Biết bao nhiêu tiền mà nói. Mọi người có biết rằng là một cái mộ á, một cái mộ đá thôi đó là từ dao động từ vài trăm triệu. Thì mọi người nghĩ đi, còn cái mộ đó công người an nghỉ cái chỗ nằm nghỉ thôi, dao động từng bèo nhất là cũng phải vài trăm triệu rồi. Nguyệt nữa, đất mua nữa, gần cả tỷ bạc không ít đâu mọi người. Mà miếng đất này mọi người nghĩ đi, mấy chục tỷ. Xây dựng nữa. Nó cái nền đất không mọi người thấy nó cao hơn người ta nữa. Cái chu vi nè mọi người thấy dài dài đằng kia luôn đó, bao bọc giữa xung quanh toàn là tường đá khối không, tới bên kia luôn mọi người. Bây giờ em sẽ quay một vòng, em sẽ kết thúc video mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều đó. Mọi người thấy không, chu vi chiều rộng chiều ngang của khu mộ gia tộc Nguyễn Kim đây mọi người, rất khủng khiếp không mọi người. Và rồi video em cũng khá dài mọi người ơi, mọi người xem mà cho em xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của em. Em sẽ cập nhật tiếp những khu mộ cũng như là những cái chùa đình miếu gửi đến cho mọi người để mọi người cùng xem nha.